Xin chào anh chị và các bạn đến với Mô tô miền Nam, đại lý quyền chính thức của Piaggio Vespa. Trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều anh chị khách hàng và các bạn, chúng ta dù đã sử dụng xe một khoảng thời gian rất là lâu rồi, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa biết cách làm thế nào để hiệu chỉnh thời gian trên bảng điều khiển, cũng như là chúng ta chưa hiểu rõ những ý nghĩa công dụng chức năng của các chi tiết nằm ở trên đấy. Và trong clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tất tần tật mọi thứ ở trên bảng điều khiển của xe để làm sao mà chúng ta có thể hiểu rõ được cách sử dụng và cũng như là chúng ta có thể tự hiệu chỉnh được tại nhà, không cần phải mang đến các trung tâm dịch vụ của hãng. Mời mọi người cùng theo chân mình nha. Về cơ bản thì trên chiếc Vespa Spring cũng như là chiếc Vespa Primavera đều có chung cách bố trí các phím chức năng cũng như là bảng điều khiển của xe. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng chiếc Vespa Spring. Trước tiên thì bên cùm tay lái bên phải chúng ta có nút đề nổ máy ở đây. Tiếp theo là chúng ta có nút mode, nút này chỉ nhấn vào được thôi nha mọi người. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng nút mode này ra sao. Còn ở trên này thì chúng ta có nút bật tắt đèn chiếu sáng. Ở đây thì xe được trang bị đèn chiếu sáng và đèn demi luôn, cho nên là sẽ có hai cấp. Ở khắc đầu tiên thì xe đang được tắt đèn chiếu sáng, ở nấc tiếp theo thì chúng ta đang mở đèn demi, và ở nấc tiếp theo nữa thì chúng ta vừa mở đèn chiếu sáng và mở đèn demi luôn. Tiếp theo ở cùm tay bên trái thì chúng ta có nút còi, nút bật tắt xi nhan, trái phải, nút tắt đèn xi nhan. Ở trên này thì chúng ta có đèn bật chế độ pha cốt hoặc là đánh đèn passing. Bảng điều khiển của xe đó là sự kết hợp giữa đồng hồ analog kết hợp với màn hình hiển thị LCD đơn sắc. Ở đây chúng ta có các vạch chia vận tốc, báo vận tốc của xe. Còn ở dưới này đó là đồng hồ báo tốc độ của động cơ. Rồi, ở bên trái này thì chúng ta có đèn cảnh báo ABS đang được nhấp nháy nè. Thì khi mà chúng ta nổ máy và chạy với tốc độ 5 km/h trở lên thì đèn ABS này sẽ tự động tắt, báo hiệu là hệ thống chống bốc cứng phanh ABS đang được hoạt động. Ở trong trường hợp mà chúng ta đang đi ngoài đường với tốc độ cao hơn 5 km/h, tuy nhiên thì cái đèn ABS này nó vẫn sáng, nhấp nháy liên tục. Như vậy thì có nghĩa là hệ thống này đang bị trục trặc, và chúng ta hãy mang đến ngay trung tâm dịch vụ của Piaggio Vespa để được hỗ trợ xử lý. Rồi, ở phía dưới này chúng ta sẽ có một đèn, đó là đèn này là đèn báo áp suất nhớt, nó đang được bật sáng. Đèn này sẽ tự động tắt khi mà chúng ta nổ máy. Lúc này thì xe chưa được nổ máy lên á, thì nhớt chưa được bơm lên và đèn này thì vẫn đang hiển thị. Còn khi mà chúng ta đã nổ máy lên rồi và đèn này sẽ tắt khi mà lượng nhớt bơm lên đủ. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho mọi người xem thử nha. Đó, như vậy thì đèn này đã tắt rồi. Ở đây thì khi mà chúng ta bật ở chế độ đèn pha thì đèn này sẽ sáng nha mọi người. Đó, ở đây sẽ sáng lên, và khi mà chúng ta tắt đi, bật sang chế độ cốt thì đèn pha sẽ tắt, và như vậy thì đèn này cũng sẽ tắt luôn. Và khi mà chúng ta đá đèn thì đèn pha này sẽ nhấp nháy theo công tắc ở bên trái này. Mọi người lưu ý nha, khi mà chúng ta di chuyển ở trong thành phố thì chúng ta không được bật đèn pha lên nha. Thứ nhất là sẽ ảnh hưởng đến người đối diện, thứ hai nữa là chúng ta sẽ bị phạt. Tiếp theo thì ở đây chúng ta thấy nè, một cái đèn báo hiệu hình chạm xăng đang được bật lên. Đèn này cảnh báo cho chúng ta biết rằng là hiện tại thì lượng xăng ở trong dung tích bình chứa đang ở trạng thái là dưới 2 lít, sẽ cảnh báo lên cho người vận hành biết được để mà chúng ta tranh thủ đến nạp nhiên liệu để tiếp tục đảm bảo thông suốt cho chuyến hành trình của chúng ta. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có đèn báo hiệu xi nhan. Khi mà mình bật xi nhan bên trái hay là bên phải thì đèn xi nhan này đều đồng thời sáng cả hai phía luôn. Ở đây là một điểm hơi bất tiện cho người dùng. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta sẽ tắt thì chúng ta chỉ cần nhấn một nút ở đây thôi thì đèn này nó sẽ tự động tắt. Rồi. 1, 2, 3, tắt. Rồi, ở đây mọi người thấy nha. Đây là đèn báo hệ thống phun xăng điện tử. Đèn này sau khi mà chúng ta bật chìa khóa ở chế độ on lên thì sẽ sáng trong vòng 3 giây.
Thì trong thời gian 3 giây này thì hệ thống phun xăng điện tử sẽ đo lượng lượng không khí cũng như là các cảm biến của xe hoạt động để đo lượng nhiên liệu và lượng oxy để nạp vào buồng đốt. Thì khi mà chúng ta vừa bật chìa khóa lên, chúng ta hãy để cho cái đèn này tắt, thì chúng ta lúc đó mới để ga nổ máy nha mọi người. Đó, để tránh trường hợp là chúng ta bật chìa khóa lên rồi thì chúng ta nổ máy luôn, thì như vậy là sẽ không tốt cho xe. Lúc này thì xe sẽ tự động nạp nhiên liệu vào và thông qua cái bộ phận phun xăng điện tử này. Rồi, tiếp theo nữa thì mình cũng giới thiệu mọi người luôn, và đây là cái nút đèn cốt nha. Đèn này thì khi mà chúng ta đang mở ở chế độ on nè thì đèn không có sáng, mà khi chúng ta tắt đó, khi chúng ta tắt hoặc là chúng ta rút chìa luôn thì đèn này nó sẽ nhấp nháy liên tục. Đó, đèn này nhấp nháy liên tục. Đèn này chức năng của nó là gì? Đó là đèn báo hiệu hệ thống chống trộm của xe đang được kích hoạt, và đèn này sẽ tự động tắt trong vòng 48 tiếng đồng hồ nếu mà chúng ta không bật động cơ lên. Thì đèn sẽ tắt để bảo đảm cho tuổi thọ của ắc quy. Trong trường hợp mà chúng ta sử dụng hàng ngày bình thường, tuy nhiên sau khi chúng ta rút chìa khóa xe ra mà đèn báo này không hoạt động như vậy, thì có nghĩa là hệ thống khóa từ của xe đang bị trục trặc, và chúng ta hãy mang xe đến các trung tâm dịch vụ của Piaggio để được khắc phục. Tiếp theo thì mình sẽ đi vào chi tiết của màn hình LCD này. Ở đây chúng ta sẽ có các vạch báo xăng. Ở dưới thì chúng ta sẽ có màn hình hiển thị số km, và ở dưới nữa đó là hiển thị giờ đồng hồ. Ở trên này á, thì khi mà chúng ta đổ đầy bình xăng thì những cái vạch xăng này nó sẽ hiển thị lên màu đen và sẽ phun luôn là về cái vạch cuối cùng này. Và khi mà chúng ta đổ lưng chừng thì cái vạch này nó cũng chỉ lưng chừng thôi mọi người. Rồi, ở dưới này thì là chỉ số của công tơ mét. Chỉ số của công tơ mét có nghĩa là số km mà xe đã lăn bánh, và chỉ số này chúng ta sẽ không xóa được cũng như là can thiệp được. Rồi, và tiếp theo thì ở dưới này là chỉ số giờ. Giờ này thì chút nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người nha. Rồi, bây giờ mình sẽ nói chi tiết về cái chức năng cũng như cách sử dụng của Total này. Rồi, khi mà chúng ta nhấn nút mode ở đây á, nấc đầu tiên này, màn hình sẽ nhảy qua chip A, và chúng ta nhấn thêm nấc tiếp theo nữa, màn hình sẽ nhảy qua chip B. Ở đây chip A và chip B đều có chung chức năng như nhau, đó là giúp cho người vận hành có thể đo lường được khoảng cách giữa điểm A đến điểm B. Ví dụ như mọi người muốn đo khoảng cách từ nhà cho đến trường học là bao nhiêu km thì chúng ta sẽ bật sang chip A. Chúng ta sẽ set nó về 0 bằng cách là nhấn giữ nút mode nè. Rồi, khi mà chúng ta khoảng đi từ điểm A đến điểm B là 10 km thì ở trên này nó sẽ hiển thị là 10 km. Đó, rất là tiện lợi nha mọi người. Rồi, ở chip B thì nó cũng chức năng nó cũng như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp giữa chip A và chip B bằng cách một cái là để chúng ta đo khoảng cách khi mà chúng ta cần biết được chính xác quãng đường như thế nào thì chúng ta sử dụng chip A này, và chip B thì chúng ta dùng để đo lường được cái số km đã đi để chúng ta đảm bảo được là cái thời gian bảo dưỡng định kỳ. Ví dụ như mọi người xe mới á, thì chúng ta đi từ 500 đến 800 km thì chúng ta sẽ đến thay nhớt bảo dưỡng lần đầu tiên, và lần tiếp theo thì chúng ta sẽ chạy 1.500 cây hoặc là 3.000 cây từ loại nhớt mà chúng ta sử dụng. Đó, thì từ đó thì chúng ta sẽ có thể tận dụng được cái chip B này để mà chúng ta sử dụng cho mục đích của mình. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn chúng ta sẽ hiệu chỉnh đồng hồ này như thế nào nha. Hiện tại bây giờ là 16 giờ 47 phút rồi, có nghĩa là 4 giờ 47 phút chiều. Thì trên màn hình LCD này chỉ hiển thị hệ 12 giờ thôi. Cho nên thì chúng ta sẽ chỉnh về 4 giờ 48 phút nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh bằng cách là để màn hình hiển thị về total. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhấn giữ nút mode. Lúc này thì bên khu vực giờ sẽ nhảy, và chúng ta sẽ nhấn liên tục nút mode này cho đến số giờ mà chúng ta muốn chỉnh. Bây giờ là 4 giờ thì mình sẽ chỉnh về 4 giờ. Rồi, sau khi chọn được số giờ rồi, bây giờ mình sẽ nhấn giữ luôn nút mode này để chuyển sang chế độ phút. Rồi, chúng ta sẽ bấm liên tục luôn, bấm đến 48 phút nha mọi người.
chứ mình những cái này cũng chỉnh đơn giản thôi, anh chị các bạn chúng ta có thể tự chỉnh ở nhà được, không cần phải mang đến các trung tâm dịch vụ đâu. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ nhấn giữ nút mode lần nữa. Rồi, như vậy là đã xong, chúng ta đã chỉnh được đồng hồ của mình rồi. Như vậy thì mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn chi tiết để anh chị và các bạn các chức năng trên xe cũng như là chi tiết về các thông số ở trên bảng điều khiển. Nếu anh chị và các bạn chúng ta có bất cứ câu hỏi cũng như là thắc mắc gì thì hãy để lại ở phần bình luận bên dưới để mình sẽ tổng hợp tất cả ý kiến mọi người và sẽ giải đáp trong những clip tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.